anh nên từ làng sơn đính lễ lắng cảnh rừng tin Chúa cả vì một vùng phong cảnh anh sơn nghe hồn thiêng sông núi bốn bề còn ghi
nhiều hơn năm ấy năm xưa. Thanh đồng con kia sớm phụng thờ, 30 mùng 1 14 tháng 5, 30 mùng 1 hôm 5 ngày 14. Mười phân vẹn mười đoán thần tướng thương dân chính.